chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Được Bắc Trọng sủng ái, nữ tướng Trương Thị Mai cũng theo mẫu một mông hai ghế. Đấu đá cung đình của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khốc liệt thì có rất nhiều người bị loại khỏi vòng chiến. Mà nhiều người bị loại thì đó là cơ hội cho người khác chám vào. Việc quật ngã ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam tạo cơ hội cho ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà vào hai ghế trống. Việc loại ông Nguyễn Xuân Phúc thì tạo cơ hội cho bà Trương Thị Mai tiến thần, và ông Võ Văn Thưởng đã tiếp tục được đi lên. Trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cơ cấu hẳn một ghế cho phụ nữ, đó là vị trí Phó Chủ tịch nước. Vị trí Phó Chủ tịch nước nghe có vẻ lớn, nhưng về mặt đảng, vị trí này chỉ bằng Bí thư Tỉnh ủy của một tỉnh lẻ, vì chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai. Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã mở rộng hơn cho phụ nữ tham gia vào Bộ Chính trị. Những người phụ nữ là ủy viên Bộ Chính trị trước đây và cả hôm nay cũng đáng kể. Ở nhiệm kỳ trước có bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ở nhiệm kỳ này có bà Trương Thị Mai. Được biết, bà Tòng Thị Phóng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ suốt nhiệm kỳ. Còn bà Trương Thị Mai thì tiến thân giữa nhiệm kỳ. Cho tới nay, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người phụ nữ từng giữ chức vụ cao nhất trong chính quyền của Đảng Cộng sản. Bà là người đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ được đứng vào hàng tứ trụ. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Tòng Thị Phóng chưa bao giờ kiêm nhiệm một lúc hai ghế. Việc ông Nguyễn Phú Trọng chọn bà Trương Thị Mai vào ghế thường trực Ban Bí thư thay vì chọn ông Phan Đình Trạc hay ông Nguyễn Văn Nên như là một giải pháp dung hòa, tránh hai thế lực chính trị Tây Ninh và Nghệ An đối đầu với nhau, gây mất đoàn kết ngay trong nhóm lợi ích chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Có thể nói bà Trương Thị Mai là người phụ nữ quyền lực thứ nhì trong lịch sử Đảng Cộng sản. Với vị trí thường trực Ban Bí thư, điều đáng nói nhất là bà Mai đang kiêm nhiệm cùng một lúc hai chức vụ, vừa là thường trực Ban Bí thư cũng vừa là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Có thể nói bà Mai là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này kiêm nhiệm hai chức vụ lớn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang ưu ái cho bà Trương Thị Mai. Nếu bà Trương Thị Mai nhả chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương thì có khối người muốn chám vào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng lại giao nó cho bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm giữ. Không biết ý đồ của Nguyễn Phú Trọng như thế nào khi để bà Trương Thị Mai tiếp tục nắm ghế này. Ông Nguyễn Phú Trọng từng kiêm nhiệm hai ghế theo khuôn mẫu Tập Cận Bình. Tuy nhiên, sau đó ông bị bệnh thập tử nhất sinh và ông đã buộc phải nhả chiếc ghế này lại cho Nguyễn Xuân Phúc. Không biết bà Trương Thị Mai kiêm nhiệm hai chức có an toàn hay không thì cũng còn phải chờ. Bà Trương Thị Mai càng ngày cho thấy bà đã được ông Nguyễn Phú Trọng sủng ái và điều này rất có thể bà sẽ là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản trong tương lai gần. Trong nhóm tứ trụ vẫn chưa có sự ổn định nào cả. Bất kỳ sự biến động nào trong nhóm này cũng dẫn đến việc xáo trộn nhân sự trong Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai là phụ nữ quyền lực nhất hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Bỏ qua những lời đồn mang màu sắc mê tín thì việc kiêm nhiệm hai ghế là hiện tượng người ăn không hết, kẻ lần không ra. Không biết bao nhiêu người có ao ước chức trưởng ban tổ chức trung ương mà bà Trương Thị Mai vẫn cứ khư khư giữ lấy nó thì rất có thể dẫn đến mâu thuẫn chính trị ngấm ngầm giữa bên muốn giữ và bên muốn đoạt ghế này. Hiện nay ông Lê Văn Thành chỉ là ủy viên Trung ương Đảng mà cũng phải nhập viện, trong khi đó chiếc ghế trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai là chiếc ghế thu hút được rất nhiều lòng ham muốn của những kẻ thích quyền lực ngày một lớn hơn. Lúc đó cũng có thể bà Trương Thị Mai phải tham gia vào cuộc chiến cung đình khốc liệt và đầy nguy hiểm như những đấng mẩy dâu khác mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Được Bắc Trọng sủng ái, nữ tướng Trương Thị Mai cũng theo mẫu một mông hai ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để thành chùm của chùm Tổng Trọng
chuyển từ một mông hai ghế sang thế hai tay xoay bốn ghế. Sau 2 năm đấu đá, ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay dẹp được trụ chủ tịch nước không thuận mắt và thay vào đó là một thuộc hạ thân cận. Đó chính là ông Võ Văn Thưởng. Xem như trong tứ trụ có 4 thì còn 2 phe, phe 3 trụ và phe 1 trụ. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính giờ đây lấy một chọi 3 trăm bể khó khăn. Lo ông Trọng vẫn đang cần thêm củi gộc, đốt xong củi Nguyễn Xuân Phúc, giờ đây có thông tin ông Nguyễn Phú Trọng hướng mục tiêu vào trụ thủ tướng để thổi, và nếu bay được trụ này thì sẽ gây chấn động dư luận. Lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thâu tóm toàn bộ quyền lực mà không cần phải kiêm nhiệm thêm chức chủ tịch nước như trước đây nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng muốn thành trùm của các ông chủ. Ông Nguyễn Phú Trọng khi hạ được đối thủ chính trị mạnh nhất đời ông, đó là ông Nguyễn Tân Dũng, thì càng ngày tham vọng quyền lực của ông càng lớn. Bài thâu tóm quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu khi ông lấy được chiếc ghế chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang bị chết đột ngột vì một loại virus lạ. Việc thâu tóm ghế này giúp ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người tương tự như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc khi mà ông kiêm nhiệm luôn chức Tổng Bí thư Đảng và chức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, khi thâu tóm được 2 ghế, ông Trọng cũng không có được quyền thế lực tuyệt đối như ông Tập Cận Bình, mà ông Trọng vẫn bị tấn công. Cú đột quỵ bí hiểm tại Kiên Giang được cho là một cái tát vào tham vọng của ông Trọng. Sau đó, ông Trọng đã phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước cho Nguyễn Xuân Phúc ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng nhả ghế cho ông coi nhẹ chiếc ghế chủ tịch nước này, hay ông phát hoảng vì chiếc ghế chủ tịch nước mang lại đại họa cho ông. Thực tế cho thấy tham vọng muốn thâu tóm quyền lực của Nguyễn Phú Trọng không hề giảm đi sau khi ông nhả chiếc ghế chủ tịch nước ra, mà ngược lại tham vọng của ông còn lớn hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được cho là mục tiêu kế tiếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến cung đình sau 2 năm đại hội 13 đã biến ông Nguyễn Phú Trọng thành người có thể lực áp đảo trong tứ trụ. Hiện nay một mình ông điều khiển được 3 chiếc ghế theo ý muốn của mình. Đó là ghế Tổng Bí thư, là ghế ông đang ngồi, ghế Chủ tịch Quốc hội và hiện nay thêm ghế Chủ tịch nước. Vậy là hai tay ông đã xoay được 3 chiếc ghế, nên thế lực của ông hiện nay còn mạnh hơn lúc ông ngồi 2 ghế sau khi ông Trần Đại Quang bị chết đột ngột. Nếu quật được ghế thủ tướng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ra được người ông chám vào đó. Đến lúc đấy, hai tay ông Trọng có thể xoay được cả 4 ghế trong tứ trụ. Nếu quật được đương kim thủ tướng, ông Trọng cũng sẽ có sức mạnh quyền lực hơn lúc ông ngồi 2 ghế rất xa. Quật được trụ thủ tướng cũng làm cho việc dọn đường cho thuộc hạ của ông leo lên thay ông làm Tổng Bí thư được thuận tiện hơn rất nhiều. Vụ Việt Á đã kéo ông Nguyễn Xuân Phúc đổ nhào, vụ chuyến bay giải cứu đã kéo ông Phạm Bình Minh đổ theo. Và nhờ đó ông Trọng đưa được Trần Lưu Quang áp sát và nách ông Phạm Minh Chính. Chỉ cần Trần Lưu Quang vào được Bộ Chính trị thì xem như việc chuẩn bị người thay thế cho Phạm Minh Chính đã sẵn sàng. Việc còn lại là thổi bay chiếc ghế thủ tướng nữa là xong. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tăng cường ảnh hưởng trong Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, trụ thủ tướng không phải là trụ dễ xơi như trụ chủ tịch nước. Chế độ này có hai thanh gươm, đó là công an và quân đội. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm công an, còn ông Phạm Minh Chính thì đang nắm một nửa quân đội. Nửa còn lại là ông Nguyễn Phú Trọng gây ảnh hưởng. Điều đáng nói là nhóm lợi ích quân đội có liên quan đến vấn đề kinh tế thì hầu hết là thân cận với ông thủ tướng. Trong thế một chọi ba trong tứ trụ, Phạm Minh Chính đang muốn gia cố thành trì của ông trong Bộ Quốc phòng để trụ vững trước đòn thủ của phe địch. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 vừa qua, ông Phạm Minh Chính cùng với ông Phan Văn Giang thăm Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và làm việc về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của Viettel. Chuyến thăm này được xem là cách ông Phạm Minh Chính củng cố vai trò của ông đối với quân đội, đặc biệt là mảng kinh tế quốc phòng. Ông Chính cũng biết phải làm gì để đứng được trong tứ trụ lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin để thành trùm của trùm, Tổng Trọng chuyển từ một mông hai ghế sang thế hai tay xoay bốn ghế.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.